Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Vâng, cảm ơn quý anh chị khách hàng đã đến với video ngày hôm nay cùng với cơ sở Mộc Nam Huy. Hôm nay Mộc Nam Huy đang có vinh hạnh được đón tiếp chú Thèo. Chú có địa chỉ tại Đức Linh, Bình Thuận, làm giáp với Phương Lâm, thuộc Định Quán, Đồng Nai. Vâng, hôm nay thì chú tới cơ sở Mộc Nam Huy kiểm tra và ký nhận bộ ghế bàn ăn chất liệu gỗ hoa đỏ. Vâng, và theo đúng như quảng cáo của Mộc Nam Huy thì đó là khách hàng tới xưởng kiểm tra và ký nhận rồi mới sơn, quý anh chị nhé. Và chú thì cũng đã tới Mộc Nam Huy kiểm tra qua một vòng và ký nhận vào cái bộ ghế mà chú thích. Ở đây thì cũng rất là may khi mà Mộc Nam Huy cũng có dư là hơn một bộ đấy, để cho chú có thể tùy ý chú lựa chọn, chú thích cái bàn nào, cái ghế nào hoặc cái chân trụ nào thì chú cứ xếp cho một bộ, cứ thành một bộ là thôi quý anh chị nhá. Thì ở đây chú đã chọn cái mặt bàn này. Đây là một cái mặt bàn nó có vân rất là đẹp quý anh chị nhá. Vân mặt bàn đây quý anh chị cùng coi và theo dõi đây. Vân rất là đẹp. Với kích thước bàn là 97, chiều rộng và chiều dài là 2m07. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn nó có các cái bản dạ được làm với cái độ dày lên tới là 4 phân cơ. Hàng dần dạ chắc chắn. Và ở bên dưới quý anh chị cùng coi, chất liệu gỗ hoa đỏ 100%, nó không pha tạp quý anh chị nhé. Ở đây Mộc Nam Huy phục vụ khách hàng đó là hàng mộc cơ, kiểm tra được mộc. Thế nên thì quý anh chị khách hàng không phải suy nghĩ, không phải lo lắng về cái hàng hóa. Tại vì khi mà đã kiểm tra mộc rồi thì quý anh chị không phải lo về cái chất liệu của cây nữa đó. Chú Thiều cứ thoải mái đổi ghế chú Thiều nhé. Cứ còn ghế chú Thiều cứ đổi thoải mái. Những chiếc ghế ở đây chú lựa cái nào chú ký rồi Mộc Nam Huy quay qua cho quý anh chị cùng coi. Vách tựa ghế ở đây là tiêu chuẩn của vách tựa gỗ qua lao. Mặt ván thì là bông vân đã được lựa tối đa quý anh chị nhé. Mặt vân lựa tối đa. Còn ở đây thì Mộc Nam Huy cũng gọi là có dư đấy, có dư ghế, nhân tiện chú tới là có dư ghế thì cứ để cho chú lựa làm sao cứ đủ thành một bộ là thôi đấy. Có 8 chiếc ghế trên là một bộ. Khách hàng quý anh chị kiểm tra kỹ các cái phần chất liệu cây, chất liệu cây rồi bông vân thì tùy ý quý anh chị lựa chọn. Vâng, và ở cái lô hàng này thì Mộc Nam Huy cũng xin báo đến quý anh chị là hiện tại chỉ còn có một vài bộ thôi. Khách hàng quý anh chị có nhu cầu thì quý anh chị có thể ghé xưởng kiểm tra và mua sớm. Còn trong lô hàng kế tiếp Mộc Nam Huy ra là 5 bộ thì cả 5 bộ kế tiếp đều là những cái bộ được làm theo yêu cầu của khách hàng. Vậy nên thì không có sẵn thì quý anh chị cần phải đợi ở cái lô hàng kế tiếp nữa quý anh chị nhé. Vậy nên thì Mộc Nam Huy cũng xin báo là hàng có sẵn là quý anh chị có thể mua trong tháng này, còn không thì quý anh chị có thể chờ đợi ở cái lô hàng kế tiếp qua cái tháng tới quý anh chị nhé. Vâng, một bộ bàn khi quý anh chị thấy là Mộc Nam Huy bán hàng là quý anh chị thấy đấy là bán cho quý anh chị là từ cái trạng thái mộc đấy, từ mộc này tới lúc sơn này đấy, tới lúc hoàn thiện là đều có các cái video chi tiết cho quý anh chị khách hàng. Đó, và với chú Thiều ở đây thì thực sự là Mộc Nam Huy cảm thấy rất là bất ngờ khi mà chú bắt xe đò tới tận Mộc Nam Huy để mua hàng. Thực sự thì rất là quý những cái tấm lòng của các cô các chú khách hàng đã quan tâm ủng hộ cho Mộc Nam Huy như vậy. Thực sự thì đây là điều rất là đáng quý luôn. Thì Mộc Nam Huy cũng cố gắng cùng hỗ trợ thêm với chú để lựa cho chú được một bộ ưng ý nhất để chú đem về chú sử dụng. Và những cái sản phẩm đẹp nó sẽ thay cho những cái lời gọi là những lời cảm ơn của Mộc Nam Huy để dành cho sự quan tâm ủng hộ của tất cả quý anh chị khách hàng. Đây là cái tiêu chuẩn 34 triệu và những cái bộ bàn là Mộc Nam Huy đã quay khá là nhiều các clip để cho quý anh chị khách hàng cùng coi rồi. Đó, hàng là hàng gốc, giá gốc tại xưởng. Đó, kiểm tra mộc ký mộc, hàng dày dặn chắc chắn chứ khác biệt hoàn toàn với các cái sản phẩm thông thường ngoài thị trường. Còn cái giá cả thì chúng ta cứ nói sau quý anh chị nhé. Quan trọng là hàng hóa khi chúng ta đi mua thì chúng ta mua được cái hàng chất lượng, hàng tốt đã. Còn cái giá cả thì nói quý anh chị là đôi khi cái giá nó cũng không thành cái vấn đề quý anh chị nhé. Đôi khi cái mức giá đó và cái loại hàng đó chúng ta tìm ngoài thị trường nó có hay là không. Đây là các cái tiêu chuẩn hàng dày dặn. Đấy, chú cũng có nói với Mộc Nam Huy là chỉ có mua ở đây thôi, chứ còn tìm ngoài thị trường là chú tìm là không có rồi đấy. Vâng, cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi clip này. Cảm ơn chú Thiều một lần nữa. Xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video kế tiếp. Đây là bộ ghế có giá 34 triệu.
bàn ăn 8 ghế chất liệu gỗ qua đỏ quý anh chị nhá.